Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 10, trang 11 đến trang 18, bộ sách Cánh Diều. Bài 1, Thần thoại và sử thi. Thì yêu cầu cần đạt đó là chúng ta sẽ phân tích và đánh giá được một số yếu tố về nội dung, gồm đề tài, chủ đề, thông điệp. Và hình thức thì có không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật của truyện thần thoại sử thi. Thấy được một số cái điểm gần gũi giữa các tác phẩm văn học thuộc các nền văn hóa khác nhau. Nhận biết và sửa được lỗi dùng về hình thức ngữ âm, chính tả và ngữ nghĩa. Có thói quen cân nhắc trong việc sử dụng từ ngữ để diễn đạt chính xác, đạt hiệu quả giao tiếp. Viết được văn bản nghị luận xã hội về một hiện tượng trong cuộc sống hoặc là một vấn đề đặt ra từ tác phẩm văn học. Viết thuyết trình về một vấn đề xã hội. Có sử dụng kết hợp phương diện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. Cảm phục và trân trọng những người anh hùng, những cái giá trị nhân văn cao đẹp. Tôn trọng và ý thức tìm hiểu về nền văn học, văn hóa Việt Nam và các nước trên thế giới. Thì phần kiến thức ngữ văn các em cần nắm rõ. Thứ nhất đó là thần thoại và sử thi. Thì thần thoại là cái thể loại ra đời sớm nhất trong lịch sử truyện kể dân gian của các dân tộc. Đó là những cái truyện có cái nội dung hoang đường, tưởng tượng về các vị thần. Những cái nhân vật sáng tạo ra thế giới, phản ánh nhận thức, cách lý giải của con người thời nguyên thủy về các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Sử thi còn gọi là anh hùng ca, là tác phẩm tự sự có quy mô lớn, bằng văn vần hoặc là văn xuôi kết hợp với văn vần, xây dựng những cái hình tượng hào hùng, kỳ vĩ để kể về những người anh hùng, những cái sự kiện lớn có ý nghĩa trọng đại với dân tộc diễn ra trong đời sống cộng đồng của cư dân thời cổ đại. Thứ hai, đó là không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời của nhân vật. Thì không gian trong thần thoại là không gian vũ trụ nguyên sơ, có khi được chia thành ba cõi, đó là cõi trời, cõi đất và cõi nước. Tuy nhiên trong ba cõi này thì không chia tách thành ba thế giới riêng biệt mà luôn biến chuyển, liên thông với nhau. Ví dụ như không gian trong truyện Heracles đi tìm táo vàng, bao gồm thế giới của tiên nữ, thế giới của nữ thần đất Gaia, thế giới của thần biển Nereid và bước chân của người anh hùng Heracles đã in dấu ở mọi không gian đó. Thời gian ở trong thần thoại là thời gian quá khứ, không được xác định cụ thể. Ví dụ như truyện thần trụ trời gắn với thuở trời đất mới hình thành, chưa có loài người. Giữa thế giới có hoang sơ ấy chỉ có một vị thần là thần trụ trời. Không gian trong lịch sử, trong sử thi là cái không gian cộng đồng, bao gồm không gian thiên nhiên, không gian xã hội. Thời gian trong sử thi là cái thời gian mà quá khứ đã trải qua nhiều biến cố. Thời gian gắn với cái lịch sử cộng đồng của một dân tộc, bộ lạc, chế độ. Ví dụ như không gian và thời gian trong cái văn bản chiến thắng Mertausmai trích trong đâm xăng sử thi ED thì gắn liền với lịch sử cộng đồng của người tù trưởng giàu mạnh uy danh lẫy lừng đâm xanh và cộng đồng của tù trưởng Mertausmai. Cốt truyện của thần thoại và sử thi là chuỗi cái sự kiện biến cố được sắp xếp theo một trình tự nhất định, cái này tiếp cái kia, xô đẩy nhau buộc phải giải quyết xong thì truyện dừng lại. Ví dụ như truyện Heracles đi tìm táo vàng có cái cốt truyện gồm nhiều cái sự kiện biến cố nối tiếp nhau. Trên đường đi tìm táo vàng thì Heracles là phải giao đấu với hai cha con thần chiến tranh Ares. Đi qua vùng sa mạc thì phải tiếp tục giao đấu với gã Ante độc ác. Giải thoát cho vị thần ân nhân của loài người Prometheus. Và cuối cùng đã thành công khi lấy được những quả táo vàng. Nhân vật thần thoại ở trong thần thoại thì có cái ngoại hình và hành động phi thường, có khả năng biến hóa khôn lường. Nhân vật người anh hùng trong sử thi thì có sức mạnh, tài năng, phẩm chất và vẻ đẹp phi thường, dũng cảm xả thân vì cộng đồng trong chiến đấu để kẻ thù và chống kẻ thù và chinh phục tự nhiên.
Trong thần thoại và sử thi thì lời người kể chuyện là lời người của người thuật lại cái câu chuyện. Ví dụ như chuyện xưa kể rằng cây táo vàng có quả vàng này vốn là của nữ thần đất Gaia vĩ đại, mẹ của muôn loài. Thì lời nhân vật là lời nói trực tiếp của nhân vật, ví dụ như Đàm Sanh: sao ta lại đâm ngươi khi ngươi đang đi xuống nhỉ? Ngươi xem đến con lợn nái của nhà ngươi dưới đất ta cũng không thèm đâm nữa à? Mờ tao mờ say, ta sợ ngươi, ta khi ta đang tắm, đang đi lắm, chiến sáng mờ tao mờ say. Thì ở đây có phần chú thích: ăn tê tức là một vị thần khổng lồ có cái sức mạnh ghê gớm, là con của thần biển Bồ Dê Yêu Đông và nữ thần đất Gaia. Promete là vị thần lấy trộm lửa của thần mặt trời Helios trao cho loài người nên đã bị thần Zeus trừng phạt, là con của vị thần Giabe và tiên nữ Clymene. Tiếp theo thứ ba đó là sửa lỗi dùng từ. Thì để giao tiếp có hiệu quả thì người nói và người viết là phải dùng từ đúng, dùng từ hay. Dùng từ đúng thì sẽ làm cho người nghe, người đọc hiểu đúng những cái điều ta muốn nói. Dùng từ hay, phong phú biểu cảm thì sẽ tăng thêm cái tính truyền cảm, tính thuyết phục đối với người nghe, người đọc. Để dùng từ đúng, dùng từ hay, trước hết thì cần khắc phục các lỗi dùng từ như sau. Thứ nhất đó là dùng từ không đúng hình thức ngữ âm chính tả do người sử dụng không nắm chắc hình thức ngữ âm chính tả của từ, lẫn lộn các âm gần nhau. Ví dụ, tôi vừa nghe phong phanh người ta sắp làm đường qua đây, thì từ đúng phải là từ phong thanh. Thứ hai đó là dùng từ không đúng nghĩa do người sử dụng không nắm vững ý nghĩa của từ. Ví dụ như, không chịu được gian khổ là yếu điểm duy nhất của ta, thì cái từ đúng phải là điểm yếu. Thì mỗi khi dùng một từ mà các em chưa hiểu thật rõ nghĩa thì nên ra từ điển, đọc kỹ các nghĩa và các ví dụ về cách dùng từ của đó. Rồi tiếp theo là phần đọc. Đọc hiểu văn bản 1. Heracles đi tìm táo vàng, thần thoại Hy Lạp. Thì phần chuẩn bị thì các em sẽ đọc cái phần kiến thức ngữ văn ở trên để mà vận dụng và đọc hiểu văn bản này. Khi đọc thần thoại thì các em cần chú ý đó là chúng ta sẽ tóm tắt được cái nội dung bao quát của văn bản về bối cảnh nhân vật, các sự kiện chính, những cái chi tiết thần kỳ. Nhân vật chính là ai, có điểm gì nổi bật, câu chuyện gửi gắm thông điệp gì, liên hệ kết nối với kiến thức và kinh nghiệm sống của bản thân để hiểu thêm câu chuyện. Thì nhan đề ở đây do người biên soạn sách đặt. Rồi các em sẽ đọc trước cái đoạn trích Heracles đi tìm táo vàng, tìm hiểu thêm những cái chiến công khác của Heracles và thông tin về thần thoại Hy Lạp từ các nguồn khác nhau như là sách, báo, internet, v.v. Lựa chọn và ghi chép lại một số cái thông tin quan trọng liên quan đến đoạn trích này. Thì các em đọc đoạn nội dung ở dưới đây để mà hiểu cái bối cảnh đoạn trích. Thì trong thần thoại Hy Lạp thì Heracles là hình tượng tiêu biểu cho sức mạnh thể chất và tinh thần của người anh hùng cổ đại với những cái chiến công huy thường, tiêu diệt quái vật, trừng phạt bạo chúa và những kẻ gian ác. Heracles là thuộc kiểu nhân vật anh hùng, là người thường nhưng có sức mạnh sánh tựa thần linh. Vốn là con riêng của thần Zeus, Heracles là vị nữ thần Hera, vợ thần Zeus luôn thù ghét. Từ lúc Heracles còn nằm trong nôi thì nữ thần Hera đã sai hai con rắn lớn trườn vào để mà quấn chết cậu bé. Nhưng kỳ lạ thay, mới 10 tháng tuổi mà Heracles đã bóp chết cả hai con rắn. Lớn lên, cậu bé đi chăn gia súc, luyện tập võ nghệ, diệt trừ quái vật, lập công lớn, được vua thành Tê Bê, gả công chúa cho. Thì cuộc sống lứa đôi của Heracles rất hạnh phúc, nhưng nữ thần Hera đã dùng phép thuật làm cho chàng hóa điên, giết hết vợ con. Sau đó nữ thần Hera yêu cầu thần Zeus trừng phạt Heracles vì tội giết người. Buộc lòng thần Zeus phải thi hành công lý, bắt Heracles đi làm đầy tớ trong suốt 12 năm cho nhà vua Orestes.
một ông vua ốm yếu và hèn nhát. Lợi dụng sức khỏe và võ nghệ của Heracles, vua Aristeus liên tiếp sai Heracles đi làm những cái công việc khó khăn, vất vả và nguy hiểm đến tính mạng. Heracles đã phải trải qua nhiều thử thách để tiếp tục lập nên 12 chiến công chói lọi như giết con sư tử ở Neme, giết mãng xà ở Hydra ở Lesna, bắt sống bò mộng ở đảo Crete. Thì cái đoạn trích dưới đây là kể về cái hành trình đi tìm những quả táo vàng, chiến công thần kỳ cuối cùng của Heracles. Thì như vậy ở phần chuẩn bị này chúng ta sẽ có những cái câu hỏi và những cái yêu cầu. Thứ nhất đó là tóm tắt được cái nội dung bao quát của văn bản, câu chuyện kể lại cái sự kiện gì, xảy ra trong bối cảnh thời gian, không gian như thế nào, có chi tiết nào thần kỳ. Thì chúng ta sẽ tóm tắt câu chuyện kể về hành trình Heracles đi tìm quả táo vàng cho nhà vua Aristeus. Một ông vua ốm yếu và hèn nhát, chàng đã trải qua muôn vàn khó khăn. Đối mặt với khó khăn nào thì chàng cũng đều dùng cái khả năng của mình để chống lại, tạo nên chiến công cho mình. Thì các chi tiết thần kỳ có trong bài đó là Heracles chống trời, Heracles đánh chết Ante. Câu hỏi tiếp theo đó là nhân vật chính là ai, có điểm gì nổi bật? Thì nhân vật chính đó là Heracles, là con của thần Zeus. Trong thần thoại Hy Lạp, Heracles là hình tượng tiêu biểu cho sức mạnh về thể chất và tinh thần của người anh hùng cổ đại, với những cái chiến công phi thường như là tiêu diệt quái vật, trừng phạt bạo chúa và những kẻ gian ác. Chàng là thuộc kiểu nhân vật anh hùng, là người thường nhưng có sức mạnh tánh sự thần linh. Rồi câu hỏi tiếp theo là câu chuyện gửi gắm thông điệp gì? Thì thông điệp của câu chuyện gửi gắm thông điệp về sự dũng cảm, sức mạnh phi thường và tinh thần đầy quyết tâm của con người. Rồi liên hệ kết nối với kinh nghiệm sống của bản thân để hiểu thêm về câu chuyện. Thì ở trong cuộc sống chúng ta sẽ không tránh khỏi những cái lúc khó khăn và vấp ngã. Thì để bước qua những khó khăn ấy và đi tiếp trên con đường của mình, chúng ta cần phải có một lòng can đảm, dũng cảm và tin vào bản lĩnh của mình. Tiếp theo là phần đọc hiểu. Thử thách cuối cùng mà Aristeus giao cho Heracles là phải đoạt được những quả táo vàng của những tiên nữ Esperit đem về. Chuyện xưa kể rằng cây táo vàng có quả vàng này vốn là của nữ thần đất Gaia vĩ đại, mẹ của muôn loài. Gaia đã đem cây táo vàng này tặng cho nữ thần Hera làm quà mừng ngày nữ thần Hera kết hôn với đấng phụ vương Zeus. Hera vô cùng sung sướng trước tặng vật quý, nàng đem cây táo về trồng ở một khu vườn của mình, một khu vườn rất thâm nghiêm cách không xa nơi thần Atlas giơ tay chống đội trời. Để ngăn ngừa những cái người lạ, nhất là những người con gái của Atlas hay lui tới chơi khu vườn này, thấy chùm táo đẹp hái đi mất, nữ thần Hera giao khu vườn này cho một con rồng tên là La Đông canh giữ. Một con rồng có tới 100 cái đầu. Có người kể không phải là La Đông có 100 cái đầu mà chỉ có một đuôi. Nhưng đặc biệt là nó không lúc nào ngủ cả, mắt nó lúc nào cũng mở trừng trừng. Cẩn thận hơn, Hera còn giao cho ba chị em tiên nữ Nanfơ có một cái tên gọi chung là Esperit, hoặc những tiên nữ chiều hôm trông coi. Nhưng vườn táo này ở đâu? Ở biển Đông hay là ở biển mặt trời lặn? Ở trong vùng sa mạc cát nóng hay dưới chân những ngọn núi tuyết phủ quanh năm? Người kể thì nhiều nhưng người đi xem thì chưa thấy có một ai. Heracles lặn lội từ châu Âu sang châu Á để hỏi đường. Thì ở đây là lượt một đoạn, thì trên đường đi tìm những quả táo vàng thì Heracles gặp nhiều cái thử thách là phải giao đấu với hai cha con thần chiến tranh Ares, rồi đi tìm thần biển Nere để hỏi đường.
phải đi ngược lên tận miền cực Bắc, phải băng qua vùng sa mạc nóng như thiêu đốt, phải chiến đấu với gã khổng lồ độc ác Ante. Thì cuộc giao đấu giữa Heracles với Ante diễn ra vô cùng quyết liệt. Ba lần Heracles là quật Ante ngã xuống đất. Tưởng Ante chết hẳn thế mà chỉ thoáng một cái Ante lại bật dậy tiếp tục giao đấu với Heracles. Thì ra Ante có một điều bí mật như một lá bùa hộ mệnh, đó là nhờ thần đất mẹ Gaia. Chính vị nữ thần này đã luôn luôn tiếp sức cho đứa con trai của mình, tìm ra được điểm mạnh đó của Ante. Heracles đã quyết loại trừ nó, lừa một miếng sơ hở. Heracles đã gồng mình nhấc bổng Ante lên, cho lưng chân lìa khỏi mặt đất rồi chàng xoay ngược đầu Ante xuống. Lần này thì Ante chết thật, chết không có cách gì cứu vãn được. Nữ thần đất mẹ Gaia không tiếp sức được cho đứa con trai ghê gớm của mình, đành chịu để nó thiệt phận ở trong đôi tay rắn như sắt của Heracles. Thì nhiều nỗi gian nguy, nhiều cuộc xung đột mà Heracles đã phải đương đầu. Cuối cùng, chàng tới một vùng đất núi, vùng núi Cocaia. Tại đây, chàng lập được một chiến công hiển hách lưu danh hậu thế. Chúng ta chắc chắn chưa ai quên chuyện Prometheus bị giết trừng phạt. Trên đỉnh cao chót vót của một ngọn núi trong dãy Cocaia, thần giết đã cho lũ tay sai đao phủ đóng đanh xiềng Prometheus vào núi đá. Thần giết còn sai một con đại bàng mỏ quắm, móng nhọn ngày ngày tới mổ bụng anh gan Prometheus. Nhưng buồn gan của Prometheus là bất tử, nó bất tử như Titan. Prometheus, vì thế ban ngày buồn gan bị con ác điểu ăn, thì ban đêm nó lại mọc lại nguyên vẹn, tươi mới như chưa hề bị thương tổn. Prometheus đã dũng cảm chịu đựng cực hình như thế hàng bao thế kỷ. Hàng bao thế kỷ trôi qua nhưng Prometheus vẫn không hề phục phục giết. Heracles đến, chàng nhìn thấy vị thần ân nhân của loài người bị xiềng xích trên đỉnh núi cao chót vót và những cánh chim đang chấp chới lượn lờ. Có lẽ giờ đây con đại bàng do giết phái đến đang moi khoét gan của vị thần ân nhân của loài người. Heracles leo lên đỉnh núi. Kia rồi, cảnh tượng thương xót và tàn nhẫn ấy đang diễn ra như chọc vào mắt chàng. Không phải đắn đo suy nghĩ nhiều, Heracles đã giương cung và buông dây. Tách một cái, con đại bàng ngã quay xuống đất. Chàng chạy lại, chặt xung xiềng xích giải phóng cho Prometheus. Thế là hết, chấm hết vĩnh viễn từ đây, cuộc đời khổ nhục bị xiềng xích vào ngọn núi đá cô quạnh này. Prometheus vương vai sảng khoái đón chào cuộc sống mới tự do, đền ơn người anh hùng đã giải phóng cho mình. Prometheus nói cho Heracles biết, chàng không thể tự tay hái lấy những quả táo vàng được, việc này phải nhờ tay thần Atlas mới xong. Heracles tới xứ sở của chị em Ebesrip. Chàng gặp vị thần Atlas đang khom lưng, giơ vai chống đội bầu trời, đầu cúi gục nhọc nhằn mệt mỏi. Đó là hình phạt của Zeus đối với Atlas vì vị thần này xưa kia can tội đứng về phía những Titan, những vị thần già chống lại thần Zeus. Heracles cất tiếng nói, hỏi thần Atlas, một Titan con của Uranus, bao la và của Gaia vĩ đại, đang phải chịu khổ hình. Ta là Heracles, con của đấng phụ vương Zeus, đến đây để làm một việc không phải do trái tim ta muốn. Nhà vua Eurystheus, người được nữ thần Hera sủng ái, sai ta đi lấy những quả táo vàng ở khu vườn cấm do ba tiên nữ Hesperid trông coi. Xin Titan Atlas hãy giúp ta trong việc này, vì ta chẳng thể trở về Mycenae khi trong tay không có những quả táo đó. Thần Atlas đáp lại, hễ Heracles, người con trai danh tiếng của thần Zeus, ta sẵn sàng giúp đỡ nhà ngươi, nhưng ai sẽ thay thế ta chống đỡ bầu trời? Nhà ngươi liệu có thể thay ta làm việc đó khi ta đi lấy về cho nhà ngươi ba quả táo vàng do ba chị em nàng Hesperid trông coi không?
Nếu được, ngươi hãy ghé vào vai đây, vai vào đây thay ta đảm đương công việc trong chốc lát. Heracles nhận lời, ghé vai vào giơ lưng ra chống đỡ bầu trời. Một sức nặng ghê gớm chưa từng thấy đè lên vai và lưng người con trai của thần giết vĩ đại. Gân cốt trong người chàng như căng ra, khỏe mạnh, như chàng mà khi ghé vai vào chống đỡ cũng còn loạn choạng, mồ hôi đổ ra như tắm. Nhưng nữ thần Athena lúc nào cũng ở bên người con trai yêu quý của thần giết để truyền sức mạnh, truyền sức lực cho chàng. Nhờ thế, Heracles đứng vững cho đến khi Atlas trở về. Atlas đi đến bên chàng và bảo, hỡi Heracles, ta đã lấy được 3 quả táo vàng đem về cho nhà ngươi đây. Thật là những cái quả táo quý vô ngần. Mà thôi, tiện đây ngươi hãy để ta mang luôn những cái quả táo này về, đi xem cho Eurystheus. Ngươi chịu khó chờ ta một lát vì ta đi rất nhanh. Các vị thần bao giờ cũng vượt núi băng rừng qua sông nhanh chóng và dễ dàng hơn những người trần bấy ý, người trần bấy yếu. Thì ra Heracles đoán ngay được ý đồ đen tối của thần Atlas. Chàng tươi cười bảo Atlas, hỏi vị thần Atlas thật là quý hóa, ta không biết dùng những lời lẽ gì để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của ta đối với sự giúp đỡ tận tình của người. Nhưng trước khi người đi tới đó, thành Mycen đầy vàng bạc, xin người hãy ghé vai, đỡ cho ta một lát để ta kiếm tấm áo, tấm da lót vào vai cho đỡ đau, đỡ rát. Atlas liền làm theo lời của Heracles. Heracles chùi nhanh ra khỏi gánh nặng bầu trời. Chàng nhặt 3 quả táo vàng cho vào đẩy rồi đeo ống tên và dây cung lên vai, thanh gươm vào bên trường, đoạn cầm lấy cây chùy gỗ và chàng từ biệt Atlas. Hỡi Atlas, xin kính chào người. Heracles chẳng thể nào mắc lừa người đâu. Xin người đừng giận, có lẽ nào ta lại giơ vai ra chống đỡ bầu trời để chịu đựng cái cực hình mà thần giết đã dành riêng cho người. Heracles trở về Mycen, chàng dâng những quả táo vàng mà chàng đã phải vượt núi băng rừng, trải qua bao gian nguy, vất vả mới đem được về cho Eurystheus. Theo thần thoại Hy Lạp, tập 2 Nguyễn Văn Khỏa sưu tầm và biên soạn, nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp Hà Nội 1986. Như vậy thì chúng ta đã vừa đọc đoạn trích. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi giữa bài. Câu 1. Chú ý điểm đặc biệt của khu rừng, khu vườn có cây táo vàng. Thì đặc điểm, cái điểm đặc biệt trong vườn táo, một khu vườn rất là thâm nghiêm cách không xa nơi thần Atlas giơ vai chống đội bầu trời. Có con rồng tên La Đông canh giữ, một con rồng có tới 100 cái đầu và không lúc nào ngủ, giao cho ba chị em tiên nữ Nanfer trông coi. Rồi câu 2, cuộc giao đấu giữa Heracles với Antae được miêu tả như thế nào? Thì cuộc giao đấu giữa Heracles với Antae được miêu tả vô cùng là quyết liệt, đầy hấp dẫn. Cuộc giao đấu tưởng chừng như sẽ phân được thắng bại ngay từ đầu, nhưng lại có những cái điều không lường trước xảy ra. Antae có bùa hộ mệnh nên mặc dù Heracles quật ngã đến 3 lần, nhưng vẫn còn sống. Heracles đã nhanh trí tìm ra sơ hở rồi nhấc bổng Antae lên, cho lìa khỏi mặt đất rồi chàng xoay đầu Antae xuống. Kết quả là lần này Antae chết thật, chết không cách gì cứu vãn được. Câu 3, ý nghĩa của hình ảnh mang tính biểu tượng Prometheus bị xiềng là gì? Thì cái hình ảnh mang tính biểu tượng Prometheus bị xiềng là mang cái ý nghĩa về một cái sức mạnh, sự hiên ngang với niềm tin mãnh liệt, chiến đấu quyết không đầu hàng của người anh hùng Prometheus. Câu 4, chú ý chi tiết Heracles giơ lưng chống đỡ bầu trời thay cho thần Atlas. Thì chi tiết Heracles giơ lưng chống đỡ bầu trời thay cho thần Atlas, Heracles đã cảm nhận được sức mạnh, sức nặng đè lên mình, gân cốt căng ga loạn choạng,
mồ hôi đổ ra như tắm. Nhưng nhờ có sức mạnh tình yêu của Antenna tiếp cho chàng, vì vậy mà chàng chống chọi lại được. Câu 5. Cuộc đấu trí giữa Heracles với thần Atlas có ý nghĩa gì? Thì ý nghĩa đó là làm nổi bật sự thông minh nhanh nhẹn trong cái tư duy của Heracles trong cuộc đấu trí với thần Atlas. Câu 6. Tại sao trong môn địa lý, các tập bản đồ được gọi là Atlas? Thì trong môn địa lý, các tập bản đồ được gọi là Atlas vì Atlas là con của dòng dõi Titan. Một dòng dõi Titan con của Uragoth và người mẹ Gaia, người mẹ đất và bốn bầu trời. Thời cổ đại người ta tạc tượng vị thần này là một con người to khỏe, lực lượng đang cúi khom lưng, giơ vai ra chống đỡ cả một quả cầu đè nặng trên vai. Vì lẽ đó, cho nên là sau này nhiều nước trên thế giới đã đặt tên cho những cuốn sách in sách bản đồ địa lý nước này nước khác, từ đó mở rộng ra cả những cái cuốn sách khoa học địa lý. Rồi tiếp theo câu hỏi cuối bài 1. Mỗi phần trong văn bản Heracles đi tìm quả táo vàng kể về sự kiện gì? Các đoạn tóm tắt nội dung được trích cho biết Heracles đã trải qua những cuộc thử thách nào nữa. Thì phần 1 kể về nguồn gốc và đặc biệt của cây táo. Phần 2 là cuộc chiến đấu giữa Heracles và Ante. Phần 3 đó là giải cứu thần Prometheus. Và phần 4 là Heracles tìm gặp thần Atlas, gánh giúp bầu trời cho thần đi lấy táo và cuộc đấu trí với thần để giành được táo. Thì các đoạn trích đã tóm tắt được cái nội dung lược trích, cho biết được là Heracles đã phải trải qua những cái cuộc thử thách giao đấu với hai cha con thần chiến tranh Ares đi tìm thần biển Nere để hỏi đường băng qua cực bắc sa mạc, chiến đấu với những kẻ bắt chàng làm vật hiến tế. Rồi tiếp theo câu 2 chỉ ra những cái chi tiết hoang đường tưởng tượng trong đoạn trích, ý nghĩa của mỗi chi tiết ấy. Thì những cái chi tiết hoang đường tưởng tượng trong đoạn trích đó là Ante một lần ngã xuống đất không chết mà được thần đất tiếp thêm cho sức mạnh. Lá gan của thần Prometheus bị chim môi lại được mọc lại. Rồi thần Atlas Heracles ở được cả bầu trời. Thì những cái chi tiết ấy có ý nghĩa làm cho câu chuyện thêm ly kỳ, hấp dẫn người đọc, đồng thời cũng tô đậm rõ cái sức mạnh của nhân vật anh hùng Heracles. Tiếp theo câu 3, nhân vật Heracles trong đoạn trích là người như thế nào? Hãy phân tích đặc điểm của nhân vật này qua một số biểu hiện cụ thể. Thì nhân vật Heracles trong đoạn trích là người anh hùng có cái trí tuệ thông minh, năng lực phi thường và người có ý chí nghị lực. Thì đặc điểm của nhân vật này qua một số biểu hiện cụ thể đó là năng lực phi thường. Thì hành trình của Heracles đi tìm quả táo vàng phải đối mặt với rất nhiều thử thách và chàng đều giành được chiến thắng. Trí tuệ thông minh, thì khi giao đấu với thần Ante và cuộc đấu trí với thần Atlas thì chàng đã nhận ra được những cái âm mưu và nhanh trí đối phó để giành được chiến thắng cho mình. Ý chí nghị lực, thì hành trình mà chàng đã trải qua lên cực bắc, qua sa mạc mù mịt không biết cây táo vàng ở đâu, đầy thử thách và nguy hiểm rình rập, nhưng mà chàng không hề nản chí, chùn bước và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đến cùng. Tiếp theo câu 4, đoạn trích phản ánh nhận thức và cách lý giải của con người thời cổ đại về điều gì?
Theo em, ngày nay câu chuyện Heracles đi tìm táo vàng có còn sức hấp dẫn không, tại sao? Thì đoạn trích phản ánh nhận thức và cách lý giải con người ở thời cổ đại về nguồn gốc của loài người, nguồn gốc của lửa. Theo em thì ngày nay câu chuyện Heracles đi tìm táo vàng vẫn có còn cái sức hấp dẫn vì diễn biến thần kỳ trong từng thử thách dành cho nhân vật cùng với những cái yếu tố kỳ ảo xen lẫn. Tiếp theo câu 5, cho biết hình ảnh nào của văn bản Heracles đi tìm táo vàng để lại ấn tượng đặc biệt đối với em. Hãy vẽ hoặc là mô tả bằng lời về cái chi tiết hình ảnh đó. Thì ở đây chi tiết Heracles đấu trí với thần Atlas đã khiến em vô cùng ấn tượng. Sự nhanh trí của Heracles đã tạo ra một cái bước ngoặt trong cái diễn biến khiến cho người đọc ai cũng bất ngờ. Một anh hùng có trái tim nhân hậu nhưng vô cùng thông minh và thẳng thắn. Thì đây là cái chi tiết để lại ấn tượng. Còn các em sẽ vẽ hoặc là mô tả bằng cái chi tiết hình ảnh đó thì phần là các em sẽ tự làm. Rồi tiếp theo câu 6, từ đoạn trích trên em hãy giải thích ý nghĩa của các điểm tích ăn tê và đất mẹ Romane bị xì. Thì thần Romane cũng là một biểu tượng của văn hóa đại diện cho bình minh của nền văn minh loài người, đã tạo ra loài người đầu tiên bằng đất sét và giúp con người và giúp loài người rất là nhiều.